cái bảng này sau khi mình tính xong rồi nhé. Đây là diều bầu mã này mình biết quên tuyển này. Diều bầu mã mình biết tuyến này, dùng hàm ip ip lồng ip này, cũng ip lồng ip luôn này, rồi giá cước cũng ip lồng ip, về lookup theo cái phí cái, đối với cái hàm phí bốc xếp thì lại mình lại dùng cái hàm SAMIP. SAMIP nếu mà trong cái giải này chứa cái xe tải này, này trong cái giải ra này xe tải này chứa xe tải này, điều kiện là xe tải thì cộng cái giải này lại. Tương tự tàu hỏa. Còn hàm cao ít nhé. Mình biết là mình đếm xem được là có mấy chuyến đi Cà Mau. Tất cả phương tiện thì mình dùng cao ít để đếm trong cái giải này. Xem thử điều kiện có cái chữ Cà Mau là gì. Là được là có mấy. Tương tự với Nha Trang Hà Nội. Còn là hàm sắp xếp hàng rang ra có bao số thì cái số cần phải sắp xếp này. Rồi cái reference thì nó là cả cái bảng này. Cái order thì đây là mình sắp xếp là theo cái tiêu là tăng dần giảm dần.